Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong nhóm Pharisêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Ông Nicodemo thưa: Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt thì là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông được ngạc nhiên vì tôi đã nói các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa tất cả anh chị em, hôm nay tôi làm nó không phải là đảo lộn, nhưng mà không sao hết. Trước hết thì luôn nói đến bài đọc được chọn cho Thánh Vinh Sơn liên quan đến cái vấn đề loan báo tin mừng, hay là liên quan đến cái vấn đề giảng dạy. Người môn đệ thân yêu của mình, của Thánh Phaolô, đó là ông Timôthêu. Thế thì Thánh Phaolô đã có những cái giáo huấn cho Thánh Huy Thư Timôthêu rất hay. Đó là trong bất cứ tình huống nào, thuận cũng như là nghịch, rồi khó khăn cũng như là dễ dàng, vân vân, luôn luôn phải cố gắng để loan báo tin mừng. Để tin mừng phải được loan báo, bởi vì cả nhân loại chúng ta, người ta thích nghe một cái thứ gọi là những cái gì hợp với cái sở thích của người ta. Còn chân lý, còn tin mừng thì người ta lại không ưa thích. Thì đây là khi căng đây. Bởi chúng ta nhấn tưởng rằng hễ cái gì là tin mừng, là chân lý thì dễ đón nhận. Nhưng mà trong thực tế, những cái đó nó khiến cho người ta phải bực mình, nó khiến người ta phải hy sinh, khiến cho người ta phải cố gắng. Và vì khiến cho người ta phải có cái gì vận dụng cái hy sinh, cái cố gắng đó, cho nên người ta khó không thích đón nhận, không thích đón nhận. Thì chính trong cái tình huống như vậy, Thánh Phaolô khuyên ông Timôthêu là hãy tìm tất cả mọi cách để loan báo tin mừng. Và chắc chắn cái bản văn được chọn cho lễ Thánh Vinh Sơn như đầu thánh lễ chúng ta đã nói rồi, Ngài đi giảng thuyết trong tất cả mọi tình huống. Thôi, tôi xin gửi cái ý như vậy, nhắc làm cái ý như vậy thôi. Trong tuần này, đúng là từ hôm qua, thì chúng ta đọc ở trong sách Công vụ Tông đồ chương 4 đến chương 6 đề cập đến cái sinh hoạt của giáo hội thuở sơ khai sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, tức là sau cái lễ ngũ tuần của người Do Thái năm 30, đặc biệt là tại cộng đoàn Jerusalem. Còn bản văn tin mừng thì chúng ta đọc coi như là trọn chương 3 của tin mừng theo Thánh Gioan, và cuối tuần thì đọc chương 6. Chương 3 là cái cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với ông Nicodemo vào ban đêm. Và chương 6 mở đầu là cái phép lạ bánh hóa nhiều trong tin mừng theo Thánh Gioan. Để rồi bước qua tuần tới chúng ta sẽ nghe cái bài giảng dài về bánh trường sinh. Thì anh chị em, thế thì hôm nay chúng ta nghe cái câu chuyện gọi là sinh hoạt tại giáo hội thuở sơ khai. Tất cả mọi người đồng tâm nhất trí với nhau trong tất cả mọi chuyện, kể cả của cải vật chất. Tôi thử hỏi như thế này, giả sử hỏi từng người anh trong anh chị em, ai là người biết có suy nghĩ rồi, hỏi ông, bà,
anh chị có thích cộng sản hay không? Thì tôi tin rằng sẽ lắc đầu, tôi không thích cộng sản. Bây giờ sẽ anh chị em có hỏi ngược lại tôi, cha có thích cộng sản hay không? Thì tôi cũng sẽ trả lời là không thích cộng sản. Không thích cộng sản không phải là vì cái xấu của cộng sản, nhưng mà của những người cộng sản. Thế thì cộng sản là cái gì? Trong tin, trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, ca ngợi cộng sản đấy, để mọi sự làm của chung, thì của chung nó là cộng sản đấy, cộng sản. Nhưng mà anh chị em biết rằng là những người vận dụng cái thuyết Marxist vào trong cuộc sống, mà người ta gọi tắt họ là những người cộng sản, thì đã áp dụng một cách có thể nói như chúng ta thấy rồi. Từ cuộc cách mạng tháng 10 năm 1917 cho tới ngày hôm nay, những cái đất nước nào ở trong cái chế độ cộng sản thì chúng ta thấy nó trật lật hết, trật lật hết. Tại sao vậy? Người ta ngỡ tưởng rằng phải xây dựng một cái xã hội công bằng, người không bóc lột người, mọi người thương yêu nhau, tứ hải gia huynh đệ. Nhưng mà người ta lại lợi dụng chính cái chuyện đó để biến những người có quyền trong tay trở thành những chủ nhân ông, và mọi người khác trở thành những cái người như là bị bóc lột vậy. Thì đây là cái bếp của những người cộng sản đã vận dụng nó, một cái đẹp của thuyết Marxist ra trong cái thực tế. Mà chúng ta thấy rằng làm trước hai cái từ cộng sản vốn đẹp và rất đẹp, rất đẹp, đẹp lắm chứ. Đây tôi đọc lại cái gì, không một ai trong không một ai coi bất cứ cái gì của mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Cộng sản đấy, cộng sản đấy. Nhưng mà cộng sản đây là cộng sản hữu thần. Những người cộng sản tin ở trên mình có một vị Thiên Chúa, người đó là cha chung của mọi người. Và chính vì người đó là, vì đó là cha chung của mọi người, Chúa đó là cha chung của mọi người, cho nên tất cả mọi người tin vào Chúa đó đều trở thành anh em. Và vì đã trở thành anh em cho nên phải sống hết tình huynh đệ, và phải là yêu thương nhau, cho nên giáo hội Thổ Sơ Khai họ đùm bọc nhau, họ yêu thương nhau, không ai phải có cái gì gọi là thiếu thốn hết, cho nên người ngoài khi nhìn vào cái cộng đoàn Kitô giáo, họ bảo là kìa xem họ thương nhau biết là chừng nào. Và hôm nay chúng ta cũng nghe một cái tấm gương đại độ của ông Barnaba, đó là ông bán cái thửa đất của mình đi, rồi không phải là bỏ túi để tiêu xài, nhưng lấy tiền đặt dưới chân các tông đồ. Để làm cái gì vậy? Để các tông đồ tùy theo ai có nhu cầu thế nào thì các tông đồ cấp phát cho họ như thế đó. Thế thì giống y hệt như trong một gia đình, có cha, có mẹ yêu thương con cái, lo lắng săn sóc cho con cái, mọi con cái đều vui mừng ở trong cái sự bảo bọc, chở che của cha mẹ của mình. Tuyệt vời hết sức, thưa anh chị em. Đúng, ở đây, một lòng một ý, không một ai có bất cứ phần. Đây, trong cộng đoàn không ai phải thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất, nhà cửa đều bán đi, lấy tiền đem đặt dưới chân các tông đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Cộng sản thứ thiệt đấy, cộng sản thứ thiệt đấy. Nhưng mà bây giờ thì những người cộng sản đã làm cho cái hình ảnh này biết bao. Tức là họ lợi dụng những cái chuyện như thế này để rồi thay vì phục vụ là cái hạnh phúc của mọi người thì lại phục vụ hạnh phúc riêng tư của mình. Và cái đó làm cho những hai cái chữ cộng sản vốn đẹp, rất đẹp, nó trở thành xấu xa, nó trở thành chúng ta không ưa, không thích. Tính tôi nói thẳng, và tôi nói một cách công khai, một cách to tiếng dưới thế này. Vậy đó là cái sự thật, và chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật. Mà đã sự thật thì chúng ta nên biết không có gì để phải giấu giếm hết. Vậy thì về phía chúng ta, những người con cái của Chúa, chúng ta trân trọng cái chữ cộng sản, như cộng sản hữu thần này này, để chúng ta coi Chúa là cha, để chúng ta coi mọi người là anh em. Chiều hôm nay thì tôi giao cho thư ký một cái tờ giấy, tôi bảo rằng là khi búa của ta nó giáng xuống trên giáo xứ chúng ta rồi, ông không biết cái gì cả. Tôi bảo rằng toàn giám mục vừa bổ cho chúng ta 126 triệu, hơn 126 triệu mấy đó, để lo cái việc chuyển giáo. Thì từ xưa tới giờ tôi vẫn có cái băn khoăn thắc mắc làm thế nào để huy động được 126 triệu. Nhưng mà tôi suy đi thì nghĩ lại, tôi thấy rằng đúng, đây là cái trách nhiệm, đây là cái bổn phận của chúng ta. Chúng ta không đi truyền giáo trực tiếp được thì
đem tiền cho các cái giáo điểm đó để họ phục vụ cái việc truyền giáo của giáo phận. Cho nên cái sự góp phần của chúng ta là cần thiết, là bổn phận, chứ không phải là dư ra thì bỏ vào. Đó cũng là lý do để Đức Tổng cho in ngay 5 cái điều răn hội thánh về bắt mọi người phải đọc hết, phải học lại. Và ngày xưa có 6 điều răn, bây giờ còn có 5 điều răn. Nó là còn 5 điều răn nhưng mà thành ra 7 cái điều răn. Bởi vì tất cả nội dung 6 điều răn cũ vẫn còn hết. Nhưng mà điều răn sau cùng, điều răn thứ 5 đó, nó là mọi người, mỗi người tùy khả năng đóng góp phần của cải vật chất cho giáo hội. Đó là một điều răn, một bổn phận. Cho nên tôi nghĩ rằng thì là chúng ta sẽ phải gồng mình lên để tháng đáng 126 triệu nữa. Nhưng mà giả sử chúng ta có cái ý thức như thế này, cộng sản đây, sống cái cộng sản đây, nhưng mà cái cộng sản này là cộng sản hữu thần nhé. Tôi làm cái đó không phải là Đức Giám mục bộ công an tới để bắt tôi làm, nếu tôi không làm thì công an cho vào tù, không phải. Nhưng mà để cho anh chị em biết rằng đây là cái bổn phận, chúng ta phải chia sớt cho những cái nơi đó. Và tôi tự nguyện tôi làm cái điều đó, đó là nó là khác nhau ở chỗ đó, vì tình yêu thương mà làm, chứ không phải bắt tước đoạt cái của cải của người này thầy sang cho người kia, vân vân. Sau lúc đó nó vương vãi ở chỗ này chỗ khác thì anh chị em đấy. Thì tôi chia sẻ một cách rất thẳng thắn như vậy để mai mốt khi mà thông báo cái chuyện mà giáo xứ chúng ta sẽ phải đóng góp 126 triệu thì anh chị em đừng ngạc nhiên, bởi vì hôm nay đây bổn mạng của giáo xứ chúng ta mà. Bản văn tin mừng thì nó khá nhiều ý, và ở đây thì Đức Giêsu nói với ông Nicodemo là phải tái sinh như là cái điều kiện tối yếu để có thể được vào nước Thiên Chúa. Rồi cái vấn đề quan trọng đó là tin nhận đấng Thiên Chúa sai đến là Đức Giêsu Kitô, thì từ đó mới có sự sống thật. Và cuối cùng Đức Giêsu khẳng định cái quyền cứu độ nhân loại chúng ta không ai khác là chính Ngài xuyên qua cái chết thập tự giá. Tôi muốn chia sẻ hai tâm tình thôi. Tâm tình thứ nhất là cái vấn đề tái sinh. Thì Đức Giêsu đã dùng cái chữ tái sinh, tức là phải sinh ra lại, phải sinh ra lại thì mới có sự sống đời đời. Cái bí tích gọi là bí tích tái sinh này được chúng ta dùng cái từ đó là bí tích rửa tội, bí tích rửa tội. Cái chữ tái sinh với chữ rửa tội nó nghìn trùng xa cách, và chính cái chuyện gọi là dùng cái từ bí tích rửa tội khiến sốc đối với một số người. Hình như có một số người ngay trong giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta, khi các cố thầy gọi là tính rửa tội cho người ta thì họ lắc đầu: từ nhỏ tới giờ tôi sống ngay lành lắm, tôi không có tội gì hết, tại sao lại phải đè cổ ra rửa tội cho tôi? Đúng, đó là cái suy nghĩ đúng chứ không phải là sai đâu. Thì anh chị em, người ta nghĩ rằng người ta sống tốt lành, chưa có cái gì gọi là mang tính tội lỗi ở trong đó, vậy thì tại sao phải rửa tội? Và nếu chúng ta suy nghĩ hơn tí nữa thì một em bé mới sinh ra tháng tuổi, tại sao rửa tội cho nó? Tại sao rửa tội cho nó? Thì chúng ta giáo lý bảo mắc tội tội không truyền. Thì Đức Giêsu trong vấn đề này Ngài giải quyết rất tuyệt vời, phải sinh ra một lần nữa, nghĩa là phải tái sinh bởi ơn trên, phải tái sinh bởi nước và Thánh Thần. Và nếu dùng cái từ bí tích tái sinh thì tôi tin rằng nó hay hơn nhiều, hay hơn là bí tích rửa tội. Bởi bí tích rửa tội nó kẹt lắm, hỏi ta cứ cứng miệng đó, ngồi đó một cách nghĩa giống lý, cái tội tổ thông truyền đó, vân vân, mệt lắm chứ không có đơn giản đâu. Thì anh chị em, cho nên giả sử giáo hội mà để tỉnh táo lấy lại, tôi ưa ăn mắm ăn muối nói lung tung lang tang, nhưng mà tôi nghĩ rằng một lúc nào đó có trường giáo hội phải sửa lại đó. Và nếu đó thì nó bảo rằng hôm nay ngày 5 tháng 4 năm 2016 tại cái nhà thờ Vinh Sơn nhân ngày lễ bổn mạng, tôi có nói cái điều này, đó là không nên dùng cái từ bí tích rửa tội mà nên cải đổi thành bí tích tái sinh. Bí tích tái sinh nó đẹp hơn, nó hay hơn, phải sinh ra một lần nữa, sinh ra bởi ân sủng của Thiên Chúa. Tôi được mẹ tôi sinh ra ở trong cái tình trạng không thiếu vắng ân huệ của Chúa. Tôi phải tái sinh để tôi lấy lại cái ân huệ đó, để tôi trở thành con cái thực sự của Chúa, không có cái chuyện xa cách giữa Chúa và tôi nữa. Cho nên giả sử giáo hội mà dùng cái chữ bí tích tái sinh thì tôi nghĩ nó tránh đi được một vài cái sốc như chúng ta đã chia sẻ rồi. Chuyện thứ hai là Đức Giêsu bảo rằng tin vào Ngài thì được sự sống đời đời. Đây là cái cốt lõi trong tin mừng theo Thánh Gioan,
lạy Cha, sự sống đời đời là chúng nhận biết Cha là đấng chân thật và duy nhất, và Giêsu Kitô là đấng Cha sai đến. Khi chúng ta chấp nhận cái sứ giả của Thiên Chúa, đấng thiên sai đó là Đức Giêsu Kitô, mà Đức Giêsu Kitô đã chết trên cây thập tự giá để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, thì đó chúng ta được hưởng cái sự sống đời đời, được chia sẻ cái sự sống đời đời với Thiên Chúa. Thì anh chị em, thế thì Đức Giêsu, xin lỗi, Thánh Gioan ở trong tin mừng của mình không nhắc đến cái cuộc loan báo tử nạn và phục sinh ba lần như trong tin mừng Nhất Lao. Cả ba tin mừng đều nhắc đủ ba lần Đức Giêsu báo trước Ngài sẽ chết, sẽ sống lại. Nhưng mà để bù lại, trong tin mừng theo Thánh Gioan cũng ba lần bảo rằng con người được dương cao. Dương cao ở đây nghĩa đen là bị treo lên cao, mà dương cao ở đây nghĩa bóng được tôn vinh. Bởi vì chính giây phút Đức Giêsu chịu treo trên thập tự giá là giây phút Ngài được tôn vinh. Lần thứ nhất ở đây trong chương 3, Đức Giêsu nói như thế này là: như Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Lần thứ nhất trong chương 3. Lần thứ hai trong chương 8 thì Đức Giêsu: khi các ông dương cao con người lên thì các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, tôi hằng hữu. Và lần thứ ba yên ủi chúng ta nhất là: một khi tôi được dương cao lên khỏi mặt đất thì tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Ở trong chương 12 tin mừng theo Thánh Gioan, vậy thì Đức Giêsu khẳng định Ngài giống như là cái con rắn mà ông Môi-se đã dương cao lên ở trong hoang địa. Ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa, khi ngước nhìn về con rắn đó thì sẽ không có phải chết. Thì Đức Giêsu Ngài cũng bảo rằng Ngài sẽ được dương cao như vậy, sẽ bị dương cao đi như vậy, để ai tin vào Ngài không phải chết nhưng được sống đời đời. Vậy thì Đức Giêsu chính là đấng cứu độ chúng ta, đấng cứu độ duy nhất. Ngoài người ra không ai có thể có cái khả năng để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta cả. Cho nên đặt niềm tin vào Đức Giêsu đấng cứu độ đó, chúng ta mới được cứu, chúng ta mới được sống đời đời. Ngài không cứu độ chúng ta bằng một cái phương thức dễ dãi, trái lại Ngài cứu độ chúng ta bằng cái chết, một cái chết mang tính đau đớn, một cái chết mang tính nhục nhằn, để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Và từ đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng ơn cứu độ không có đến nhưng không. Ơn cứu độ không phải là từ trời rớt xuống, mà ơn cứu độ cần phải có cái thái độ lãnh nhận của chúng ta nữa, đặt niềm tin vào Đức Giêsu, chấp nhận đi cái con đường mà Đức Giêsu đã đi. Và cái con đường đó không phải là con đường thanh thang, trải hoa, trải gấm đâu, mà đó là con đường thập tự giá, tức là chấp nhận những cái đau khổ, chấp nhận những hy sinh trong cuộc sống. Chính những cái đau khổ đó, hy sinh đó kết hiệp với cái sự đau khổ của Đức Giêsu có thể mang lại ơn cứu độ cho chúng ta.